Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ukraine và Nga đang ngày càng căng thẳng, thì một cuộc tranh cãi về nguồn cung khí đốt giữa hai nước xảy ra lại càng đẩy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng thêm xa cách. Và điều đáng nói là trong lần tranh cãi về khí đốt lần này, nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu Ukraine không thanh toán tiền khí đốt cho lần tiếp theo. Ngày 25 tháng 2, Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ ngừng bơm khí đốt sang Ukraine nếu nước này không thanh toán trước cho lần chuyển khí tiếp theo. Tuy nhiên, việc ngừng chuyển khí đốt cho Ukraine sắp tới sẽ ảnh hưởng tới châu Âu không nhỏ và nguồn khí đốt từ Nga tới châu Âu có nguy cơ bị gián đoạn lần thứ tư trong vòng một thập kỷ qua. Gazprom đã đang và sẽ luôn tuân thủ các quy định trong hợp đồng. Hiện tại, số tiền thanh toán trước của Ukraine còn đủ cho lượng khí đốt dùng trong 3-4 ngày. Nhưng nếu hết số tiền đó mà Ukraine không chuyển tiếp tiền thanh toán cho lần cung cấp tiếp theo, Gazprom buộc phải tuân theo hợp đồng là tạm ngừng cung cấp khí đốt cho nước này. Tất nhiên điều này có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp khí đốt sang châu Âu của Nga. Cũng theo lời ông Putin, thì Nga không mong muốn cắt nguồn cung cấp khí đốt, nhưng lượng khí đốt tới châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào việc tuân thủ nguyên tắc tài chính của Ukraine. Theo thỏa thuận, Ukraine phải trả tiền trước để được cung cấp khí đốt từ Nga, nhưng chính quyền Kiev vừa thông báo sẽ không thực hiện bất kỳ thanh toán nào nếu Moscow không có bảo lãnh mới, do vừa vi phạm việc cung cấp khí đã được trả tiền trước trong hai ngày 22 và 23 vừa qua. Trước động thái được cho là gây áp lực của Nga, càng khiến EU đẩy nhanh việc họp bàn về việc lập một liên minh năng lượng, dự án được cho là mang tính chiến lược về kinh tế, nhằm mục đích đa dạng nguồn cung cấp khí đốt, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga và sẽ được chính thức công bố trong ngày hôm nay, 26 tháng 2 tại Bruxelles.